Chào các bạn, mình đang ở đây là khu bảo tồn cây lúa nước xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau nha. Ở Cà Mau hiện nay thì chỉ còn 3 huyện làm lúa như Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình. Ở nơi nào mà còn làm ruộng thì rau rừng và nguồn cá thiên nhiên sẽ còn rất là dồi dào. Hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm hái rau răng đất thiên nhiên dễ phay cả nhà. Thời công nghệ tiến bộ ngày nay mà nông dân làm ruộng thì họ không có còn vất vả như những thế hệ trước nữa. Họ hợp đồng với đội làm đất, đội kỹ thuật nông nghiệp. Đến thời điểm phù hợp nhất trong mùa vụ đó thì họ sẽ tự làm lấy hết tất cả các khâu luôn nha. Cho đến khi thu hoạch xong thì họ mới đến để tính tiền thôi. Rau đắng, rau muống thường hay mọc ở mấy con mương ở bờ vuông này, mình tới mương này xem thử có không. Rồi, mấy mưa ngày này nước khô hết mà rau muống xanh mướt luôn đó nha. Thấy cũng có rau đắng mọc xen kẽ với rau muống nhiều quá trời nè. Ồ, ở khúc này nhiều quá tay luôn à, xanh mướt quá trời luôn rồi cả nhà. Ở cặp mé mương thì nước nó cạn trước cho nên rau đắng nó mọc trước, còn ở phía giữa kênh nước nó rút sau cho nên rau đắng mọc sau còn non nhốt luôn cả nhà. Vậy đặc như rau trồng quá trời với đất luôn. Để mình đi dài dài lên phía trước đây có nhiều thì mình bé ở đây, còn ít thì mình sẽ đi chỗ khác. Quá trời luôn, rau răng đất gì mà nó dày đặc như trồng không có một con cỏ luôn. Rau này có bông nhưng mà ăn vẫn được nha, nó hơi dài hơn và rau chưa có bông chút. Này chừng một tháng nữa thì hạt nó sẽ khô và rụng xuống đất nha. Tới mùa mưa mà đất nó lấp lại và qua mùa sau sẽ nảy mầm và cứ tiếp tục dòng đời như thế nha. Quá trời luôn, xanh mờn mỡ, ngày này chấm cá kho ăn cũng vẫn ngon á cả nhà. Cái nó quanh chua thì số 1 luôn ạ. Hết, có biết ngon luôn rồi cả nhà ơi. Người dân ở vùng này mà mới có vào mùa á, ít thì còn nhiều người đi kiếm để hái về ăn, chứ còn vô mùa mà nhiều cái này thì không còn ai để ý nữa. Quá trời trời. Con mương bờ vuông này có chiều dài khoảng chừng 5-6 con đất, mà nhìn phía trước là đắng đất như dày đặc luôn, quá trời. Mình chỉ bẻ một ít rau non ăn thôi chứ còn bẻ hết này thì cũng chẳng làm gì cho hết. Số 1 trước ở mé mương thì già mà bẻ đọt non thì vẫn ăn được nha. Còn nói về làm thuốc trị bệnh thì sử dụng luôn cả bông gốc lẫn rễ cả nhà. Ở giữa mương mà có ba sậy che bóng mát, xanh mờn mởn quá trời non. Và rau đắng đất non mà để nguyên cả gốc rễ gì đây ăn mới ngon nè cả nhà. Rau đắng đất này mà nấu canh chua hoặc là nhúng lẩu thì đúng sách vở bài bản luôn nha. Rau đắng đất này mà ăn thường xuyên thì rất là tốt cho sức khỏe nha. Có thể điều trị một số chứng bệnh như là nóng gan nè, đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng cho hệ tiêu hóa. Cuối tuần chúc cả nhà xem mình hái rau đắng giải phay vui vẻ nha. Hẹn gặp lại.